Sự thật thông tin thanh niên bị điện giật qua đời do để điện thoại đang sạc trên ngực. Ngày 18 tháng 7, mạng xã hội lan truyền thông tin kèm hình ảnh cho rằng một thanh niên ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội bị điện giật dẫn đến không qua khỏi do để điện thoại đang sạc trên ngực rồi nằm ngủ. Qua xác minh, cơ quan điều tra công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết thông tin một thanh niên bị điện giật qua đời do để điện thoại đang sạc trên ngực là đồn thổi không chính xác. Theo kết quả xác minh, sáng cùng ngày, công an phường Đồng Mai tiếp nhận tin báo về việc có người thiệt mạng. Nạn nhân là anh PKL, sinh năm 1986. Anh L chưa có vợ con, sống cùng mẹ là bà C, sinh năm 1960. Khoảng 23 giờ ngày 17 tháng 7, anh L đi ngủ. Đến khoảng 6 giờ 10 phút ngày 18 tháng 7, bà C không thấy con thức dậy như thường lệ nên vào phòng để gọi thì phát hiện anh L bất tỉnh trên giường. Bà C gọi hàng xóm và cán bộ y tế phường Đồng Mai đến kiểm tra thì xác định anh L đã qua đời. Khi cán bộ y tế đến nơi, anh L đã qua đời, trên người anh không có thương tích hay dấu vết gì khác thường. Theo nhận định của cán bộ y tế, anh L qua đời do nhồi máu cơ tim. Gia đình từ chối khám nghiệm nạn nhân, cho rằng nguyên nhân do bệnh lý gây nên và không yêu cầu đề nghị gì đối với cơ quan điều tra, chỉ huy công an quận Hà Đông thông tin. Cơ quan điều tra sau đó cùng kiểm sát viên khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai nhân chứng, người liên quan, rà soát camera, nhân chứng, bước đầu nhận định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm. Vụ 6 người Việt qua đời, Thái Lan điều tra nguồn gốc cyanua. Ngày 19 tháng 7, tờ báo Bangkok dẫn lời Sở Cảnh sát thủ đô Bangkok cho biết lực lượng chức năng đang nỗ lực điều tra nguồn gốc cyanua được sử dụng trong vụ án mạng, khiến 6 người, bao gồm 4 người công dân Việt Nam qua đời tại một khách sạn cao cấp ở Bangkok hôm ngày 16 tháng 7. Theo Thiếu tướng Witthawat Chinkham, chỉ huy phòng 5 Cảnh sát hình sự, Sở Cảnh sát thủ đô, cảnh sát đang điều tra xem cyanua đã bị đưa trái phép vào nước này hay được mua ngay tại địa phương. Thiếu tướng Cảnh sát Theredet Thumsuthe, trưởng ban điều tra thuộc Sở Cảnh sát thủ đô cho biết, cảnh sát đã thẩm vấn con gái của một trong các nạn nhân, cũng như các nhân chứng khác trong như hướng dẫn viên, nhân viên khách sạn đã tìm ra những thông tin hữu ích. Cảnh sát cũng liên hệ với cơ quan chức năng ở Mỹ để điều tra bà Sejine Chong, quốc tịch Mỹ, nghi phạm trong vụ án. Từ đó phát hiện, hơn 10 năm trước, bà bị hàng loạt người Việt khác ở San Francisco tố cáo lừa đảo giúp đăng ký quốc tịch Mỹ rồi chiếm đoạt tiền. Không còn khả năng nào khác, vụ án bắt nguồn từ vấn đề nợ nần. Nghi phạm nằm trong số 6 người đã qua đời vì đây là những người duy nhất vào phòng, không còn ai khác, Thiếu tướng Theredet khẳng định. Hiện nay, cảnh sát đang cố gắng liên lạc với em gái của một trong 6 nạn nhân. Đây là người thứ 7 đặt phòng tại khách sạn trong vụ án mạng trên. Người này được cho là đã về Việt Nam vào ngày 10 tháng 7 nên có thể không liên quan đến vụ việc. Cảnh sát đang chờ kết quả của tất cả xét nghiệm pháp y, sau đó sẽ quyết định có triệu tập thêm bất cứ ai đến thẩm vấn hay không. Trong trường hợp cảnh sát không yêu cầu thêm bất cứ thông tin gì, gia đình sẽ được phép nhận lại thi hài các nạn nhân. Trước đó, hôm ngày 17 tháng 7, bác sĩ Chanchai Sitipun, giám đốc bệnh viện Chulalongkorn, công bố đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi. Ngoài ra, bác sĩ Korakiat Wangbai Sanship, giám đốc trung tâm khám nghiệm tử thi, thông tin rằng đã phát hiện cyanua trong mẫu máu của tất cả 6 nạn nhân. Khởi tố người đàn ông ở An Giang xâm hại bé gái 13 tuổi đến có thai. Sáng ngày 19 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang cho biết vừa có quyết định khởi tố vụ án, lệnh tạm giam đối với Lê Văn Hoàng, 30 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang về tội xâm hại người dưới 16 tuổi. Căn cứ kết quả điều tra xác định, ngày 17 tháng 2 năm 2024, Lê Văn Hoàng sau khi nhậu xong thì đến nhà của em LTTP, 13 tuổi chơi. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, lợi dụng không có người lớn ở nhà, Hoàng nảy sinh ý định xâm hại, đem bé P vào phòng ngủ và đe dọa để thực hiện hành vi phạm tội của mình. Đến ngày 10 tháng 7 năm 2024, người nhà thấy bụng của P to lên bất thường. Nghi bé bị bệnh nên đưa đi siêu âm thì phát hiện đã có thai 22 tuần tuổi. Sau khi biết sự việc, ngày 13 tháng 7 năm 2024, mẹ của P đến cơ quan công an trình báo sự việc. Lực lượng công an mời Hoàng về trụ sở làm việc, sau đó, tại đây Hoàng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, Hoàng còn khai nhận đã thực hiện hành vi xâm hại với P nhiều lần trước đó. Vụ 6 người Việt qua đời tại Thái Lan, hé lộ hình ảnh ly trà và ly cà phê bí ẩn. Liên quan đến vụ 6 người Việt qua đời tại khách sạn ở Bangkok, Thái Lan, mới đây, các trang tin Thái Lan đã công bố loạt bức ảnh hiện trường vụ việc, trong đó có hình ảnh ly trà và cà phê đã được uống gần cạn. Theo đó, trong phòng có ít nhất 6 cốc nước đã được uống. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra những chất lắng đọng dưới đáy cốc. Theo tờ báo Bangkok Post, dẫn lời chỉ huy đơn vị điều tra thuộc Cục Cảnh sát thủ đô, Thiếu tướng Theredet Thumsuthe cho biết có khả năng 6 nạn nhân trên đã qua đời vì cô độc và dường như họ đã uống cà phê và trà trong phòng. Truyền thông địa phương bước đầu thông tin khả năng đây là một vụ ngộ độc cyanua. Ngoài ra, trong phòng khách sạn, lực lượng cảnh sát còn phát hiện một bàn ăn cho 6 người, gồm 6 đĩa cơm, 4 bát súp và 2 đĩa rau. Tất cả đồ ăn không có dấu hiệu đã qua sử dụng. Cảnh sát trưởng Bangkok, Trung tướng Thiti Saeng Saewang cho biết có 7 người đăng ký tại 5 phòng ở tầng 5 và tầng 7. Được biết, 4 phòng ở tầng 7 có lịch trả vào chiều ngày 15 tháng 7. Hành lý của những người này cũng đã được đóng sẵn. Cảnh sát này cũng cho biết chỉ có một nạn nhân bị thương ở mặt, nghi vấn do ngã trúng vào một vật cứng. Hai nạn nhân, một nam và một nữ dường như đã cố gắng di chuyển tới cửa căn phòng. Tổng cục trưởng Cảnh sát Quốc gia Thái Lan, Toshak Chokvimon cho biết căn phòng đã bị khóa từ bên trong khi cảnh sát đến hiện trường.
Khi tiếp cận bên trong, cảnh sát nhận thấy 4 người được phát hiện qua đời tại bàn ăn, 2 người còn lại qua đời trong phòng ngủ. Các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện Chula Long Kong để khám nghiệm tử thi. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã đến hiện trường vụ việc. Theo báo cáo ban đầu, vụ án không liên quan đến trộm cướp hay bạo lực, đồng thời khẳng định vụ việc không ảnh hưởng đến hoạt động du lịch. Lực lượng cảnh sát đặt ra nghi vấn còn có người thứ 7 liên quan đến vụ việc và đang tìm kiếm một người mang quốc tịch Việt Nam. Vụ 6 người Việt qua đời tại Thái Lan, cảnh sát chắc chắn các nạn nhân bị xuống tay. Theo cập nhật mới nhất từ tờ báo Bangkok Post, đơn vị điều tra Thái Lan xác định trong số 6 người qua đời có 2 người Việt Nam mang quốc tịch Mỹ và 4 người mang quốc tịch Việt Nam. Hai người mang quốc tịch Mỹ được xác định là Chong Sejine, 56 tuổi và Giang Hung Văn, 55 tuổi. 4 người còn lại là Nguyễn Thị Phương Lan, 47 tuổi, Phạm Hồng Thanh, 49 tuổi, Trần Đình Phú, 37 tuổi và Nguyễn Thị Phương, 46 tuổi. Cảnh sát địa phương đã nhận được tin báo vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều ngày 16 tháng 7. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã ra lệnh cho cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc một cách nghiêm minh, thận trọng, nhanh chóng, hạn chế ảnh hưởng tới khách du lịch. Dẫn lời chỉ huy đơn vị điều tra thuộc Cục Cảnh sát Thủ đô, Thiếu tướng Theradet Thumsute cho biết có khả năng 6 nạn nhân trên đã qua đời vì ngộ độc và dường như họ đã uống cà phê và trà trong phòng. Còn theo Ủy viên Cảnh sát Bangkok, Trung tướng Thiti Saeng Sawang ghi nhận, ban đầu lực lượng chức năng không phát hiện dấu hiệu xô xát và nhóm người đã thu xếp hành lý. Trong thông báo mới nhất, ông Thiti khẳng định đây không phải vụ tự sát, các nạn nhân qua đời do có người ra tay. Tại khách sạn, thông tin về vụ việc, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết, cảnh sát nghi ngờ 6 người trên đã qua đời khoảng 24 giờ trước và cảnh sát đang tìm kiếm một người mang quốc tịch Việt Nam khác. Thủ tướng Thái Lan cũng khẳng định không phát hiện dấu hiệu cướp bóc hay hành hung. Theo ông, sự việc xảy ra bất ngờ nhưng không gây ảnh hưởng tiêu cực đến du lịch. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, ngay sau khi nhận được thông tin liên quan đến vụ việc xảy ra tại một khách sạn tại Bangkok, Thái Lan tối ngày 16 tháng 7, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cùng cán bộ đại sứ quán đã đến hiện trường và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Thái Lan, các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao Việt Nam theo dõi sát vụ việc, làm rõ thông tin, xác định nhân thân của các nạn nhân, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Thông tin sự việc đang được tiếp tục cập nhật. Thiếu nữ bỏ nhà vì tin vào lời hứa việc nhẹ lương cao của bạn quen qua mạng. Thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, hồi 19 giờ 30 phút ngày 16 tháng 7, đội cảnh sát giao thông trật tự nhận được tin báo của chị Sùng Thị Sâu, sinh năm 1995, trú tại tổ 19, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu về việc em gái là Sùng Thị Dê, sinh năm 2007, trú tại xã Quảng Lâm, Mường Nhé, Điện Biên bị một đối tượng mới quen qua mạng Facebook dụ dỗ đi làm tại tỉnh Bắc Ninh. Ngay khi nhận được thông tin, đội cảnh sát giao thông trật tự đã báo cáo ban chỉ huy công an thành phố Lai Châu chỉ đạo phối hợp với đội cảnh sát hình sự, công an thành phố, đội cảnh sát giao thông số 1, phòng cảnh sát giao thông tổ chức chốt kiểm soát đối với tất cả các xe khách đi từ hướng Điện Biên về Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng để kiểm tra, phát hiện và làm rõ vụ việc. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, tại quốc lộ 4D thuộc tổ 9, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tổ công tác phối hợp kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát 27F00069 đã phát hiện cháu Sùng Thị Dê đang ở trên xe. Quá trình làm việc, cháu Dê khai quen biết qua mạng xã hội với một nam thanh niên. Người này đã trò chuyện rủ Dê xuống thành phố Bắc Ninh làm việc có thu nhập cao. Vì tin người lạ, cháu Dê đã chối bố mẹ, bỏ nhà và đón xe đi theo hướng dẫn. Sau khi được cơ quan công an kết hợp gia đình giải thích, động viên, cháu Sùng Thị Dê đã nhận thức được sự bồng bột, nhẹ dạ, tin vào người lạ, dẫn đến bản thân bị trở thành món hàng để các đối tượng đưa đi bán hoặc bị cưỡng bức lao động nên đã tự nguyện cùng chị gái quay về gia đình. Tại cơ quan công an, chị Sâu cho biết, từ lúc tôi nhận được tin từ gia đình, điện thoại không liên lạc được, tôi nghĩ chắc chắn em gái đã bị lừa. Bây giờ đón được em rồi, gia đình tôi rất mừng. Ngày 18 tháng 7, thay mặt gia đình, chị Sâu đã viết lá thư cảm ơn lực lượng công an Lai Châu đã nhanh chóng, kịp thời giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn. Vụ việc đang được đội cảnh sát hình sự công an thành phố Lai Châu xác minh làm rõ.